Chính sách chống dịch cực đoan của Trung Quốc đã khiến một nửa số người nước ngoài sống ở Thượng Hải tuyên bố rằng sẽ rời bỏ thành phố, trong khi nửa còn lại thì đang suy nghĩ có nên rời đi hay không. Khánh Vy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người nước ngoài tại Thượng Hải đang tỏ ra khiếp sợ với các biện pháp hà khắc và cực đoan của chính quyền Trung Quốc. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần một nửa số công dân nước ngoài ở Thượng Hải cho biết họ chuẩn bị rời đi trong vòng 1 năm tới, gần 40% còn lại thì đang quan sát. Trong số 950 người nước ngoài sống tại Thượng Hải tham gia khảo sát, 48% số người được hỏi nói rằng họ sẽ rời Thượng Hải trong vòng 12 tháng tới. 37% số còn lại cho biết họ sẽ đợi cho đến khi hết dịch và sẽ quyết định đi hay ở tùy theo tình hình thực tế. Hai nhóm này đã chiếm tới 85% và nó đủ nói lên tình hình khó khăn hiện nay tại Thượng Hải. Bởi trình độ học vấn của người nước ngoài ở Trung Quốc đều rất cao. 55% số người được hỏi đều có bằng thạc sĩ trở lên. Một cuộc khảo sát trước đó của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cho thấy hầu hết những người được hỏi đều không hài lòng với cách phong tỏa cực đoan hiện nay. Hôm 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ còn yêu cầu các nhân viên không thiết yếu làm việc tại lãnh sự quán ở Thượng Hải sơ tán khỏi thành phố này. Trước đó, cảnh tượng người dân Thượng Hải bị nhốt và la hét trong nhà cho thấy sự bế tắc và hoảng sợ của người dân. Một số cư dân Thượng Hải đã phản ánh với truyền thông Mỹ rằng họ đã không thể nhận được sự chăm sóc y tế, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Tờ Thời báo New York cho biết hơn 30.000 nhân viên y tế và 2.000 nhân viên quân sự đã điều động đến thành phố Thượng Hải. Không ai biết chính mức độ thực thi ở mức nào, nhưng nó có vẻ không ổn. Trong khi cư dân thì kêu vang, chúng tôi muốn tiếp tế, chúng tôi không muốn chết đói. Trên Weibo và Twitter thậm chí đã lan tỏa các video cho thấy các tòa nhà văn phòng bị biến thành bệnh viện dã chiến, sáng đèn suốt đêm. Trước đó có thông tin cho rằng chính quyền Thượng Hải đã ra lệnh hoàn thành không ca nhiễm trong cộng đồng trước ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, chỉ trong ngày 19 tháng 4 đã có gần 30.000 người mới bị nhiễm tại Thượng Hải và 7 người tử vong. Người dân địa phương còn ghi được cảnh các tòa nhà văn phòng được chuyển thành bệnh viện dã chiến và được thắp đèn suốt đêm với số lượng người ở đáng kinh ngạc. Ngày 20 tháng 4, cư dân Thượng Hải đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy các căn hộ dịch vụ cho người trẻ tuổi thuê ở nhiều khu vực của Thượng Hải đã trở thành bệnh viện dã chiến cách ly trong bóng tối. Tầng nào của tòa nhà cũng chật kín người. Các giường gần như chật kín người, có người nằm, có người thì ngồi dựa vào đầu giường. Cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng trao đổi của dân Thượng Hải trên mạng xã hội cũng rất sôi nổi. Họ nói, có quá nhiều giường xếp trong một phòng. Xin chân thành hỏi, bệnh viện dã chiến ban đêm không tắt đèn, đèn pha chiếu sáng đến nỗi nhìn được từng người là biện pháp an toàn gì vậy? Hôm 17 tháng 4, hãng tin Reuters cho biết, các quan chức Thượng Hải đã đặt mục tiêu đặt không ca nhiễm cộng đồng vào ngày 20 tháng 4. Mục tiêu này đã được phổ biến đến tổ chức chính quyền các cấp. Bản tin của Reuters cũng chỉ ra mục tiêu này sẽ cho phép Thượng Hải trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tính đến trưa ngày 20 tháng 4, đại đa số 25 triệu người dân của Thượng Hải vẫn ở trong tình trạng hạn chế và vẫn liên tiếp có người nhiễm. Lố bịch nhất là sự việc chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thượng Hải phải nhập viện vì lý do mà ông nói là đau đầu. Khi công tác phòng chống dịch bệnh ở Thượng Hải bước vào giai đoạn quan trọng, thì ngày 20 tháng 4, ông Ô Kinh Lôi, chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải cho biết ông phải nhập viện vì đau đầu. Chủ đề này ngay lập tức xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng của Trung Quốc. Được biết, chiều ngày 19 tháng 4, ông Ô Kinh Lôi, 60 tuổi, đã được đưa vào Bệnh viện Trung Sơn, trực thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Ông được chẩn đoán mắc chứng đau đầu do mạch máu và hiện đang được điều trị. Ông Ô Kinh Lôi đã không tham dự các cuộc họp báo về dịch bệnh ở Thượng Hải kể từ ngày 17 tháng 4. Nhiều cư dân mạng còn đặt câu hỏi, nhức đầu thì có thể nhập viện, trong khi bao nhiêu người nguy kịch thì không thể vào viện. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.